Rồng đang chuẩn bị xuất hiện rồi. Rồng là mục tiêu mềm hơn. Area không có tốc biến, anh ta không thể nào bước cao lên được, tại vì rất là nguy hiểm. Mở góc và đi cầu tuột của ta đã bị KT biết. Phía bên này thì Perfect chịu sát thương, tốc biến xuống rất nhanh, sau đó xuyên qua tường chạy về phía đồng đội của mình. Rớt không nổ, anh ta đứng trước mặt đối thủ KT, kịp mở đường. BDD đang bị làm choáng nhưng ta có đồng hồ rất thấp máu lắm rồi. Baker đẩy đối phương ra, đang bắn liên tục, thất tung liên tục. Đẹp làm rồi, BDD chết theo luôn. KT đang mất đi nguồn sát thương của mình. Phía bên này rất tạm thời thoát được. Kuma hay chỉ có Perfect mà thôi, đang phải chạy. Baron khi đã bị giữ chân lại, đó là Baron cũng di chuyển. Con cua trước mặt của cả hai. Biosix. Cua rất quan trọng nha. Biosix mấy con cua này là cúc nha. Vào người, lao vào cào cấu, vẫn nhìn về phía cua. Tình huống ăn cua thành công của Anner. Sau đó thì định kiếm của Kera đâu. Baron là người mở tốt hơn. Kera bị giữ chân lại, ta buộc phải tốc biến bỏ chạy. Baron lao theo, KT lao theo và họ có chiến công đầu. Mạng rơi vào tay Biosix. Faker bị kẹt giữa bốn thành viên của KT và Faker cũng nằm xuống với mạng. Thưa pha đấy là T1 tham đấy chứ. Hạ gục dành cho bên phía của KT roster. Pha thi đấu đó bên phía của KT họ muốn giao tranh. Bởi vì Biosix không có trừng phạt nhưng ta vẫn đang nhấp nhả, anh ta rất khác biệt dành cho bên phía của KT roster. Họ có thể gặp chật vật với những cái đội tuyển khác nhưng mà khi đối đầu cùng với lại bên phía của T1 trong cuộc đại chiến viễn thông thì hãy nhìn về những cái lợi thế mà họ đang sở hữu ở thời điểm này. Kiểm soát tài nguyên tốt, đường dưới đang cái đường thẳng triệt để. Perfect quyết định mở vào người của Zed. Zed đang khá là thấp năng lượng. BD đã có mặt ở khu vực đường dưới. Pedro đang nhìn về phía hai thành viên đường dưới của T1 và tốc biến mở vào tranh không thành công. Pedro điện đạt đỉnh điểm được kích hoạt. Nào đẹp. Gumiusi tìm được. Gumiusi có đêm hạ. Chúng ta cũng thấp máu. Guma. BD không trúng. Garia đang nấp chờ đợi. Azia xuống. Tỉnh kiếm nhưng không muốn về được. Hai đánh bốn thành công dành cho bộ đôi Gumiusi và Garia. Gumiusi có thể biến giật chỗ làm choáng để giúp cho Gumiusi có khoảng giáo đường trên này có đây mở đường khô máu đẩy về một thành viên và ép cho Zed phải mất tốc biến. Perfect một đánh hai tốt, dừng lại bởi vì có BDD ở đây. Bức tường được dựng lên và họ bắt được Zed. Zed giữa chân hai người lại, xác thương là họ không đủ. Ui Perfect này cái ác thế. Và Zed lúc này là một con bò cạp rất đơn độc bởi vì anh ta không còn năng lực. Phản đố chết chắc rồi, chết rồi. Và hai màn cho KT. Bước phản công dành cho KT roster đến từ tình huống xử lý xuất sắc. Perfect cảnh ác thế. Người bị chủ đứng cái trụ đó và nó đã nổ. Lúc này Honor đang có mặt ở cánh trên, đang nhìn về phía Perfect. Anh ta liệu có đủ sát thương không? Anh ta gọi Kera lên nhưng Baron cũng có mặt ở đây. Thậm chí là KT lao lên tấn công, họ nhắm vào Honor. Bế Honor đi. Perfect hơi mạo hiểm một tí. Anh ta vẫn lao vào, anh ta bị làm cho, anh ta nằm xuống. Baron đơn độc ở khu vực này rất tốc biến kéo về trói Baron lại, bất khuất được sử dụng. Biosix đứng kế bên để có thể hỗ trợ. Gumiusi đẩy điện lên nhưng không dám lao lên. Đối chiếu cuối một mạng. Và thi đấu hơi hổ phải bảo ăn mạng không? Nếu như anh ta vẫn đẹp trụ cuộc đường trên, có dịch chuyển đến từ BD, có luôn sự hỗ trợ đến từ bên phía của Baron thì anh ta sẽ câu được nhiều khoảng thời gian trống ở cái cảnh. Và đấy em và Honor là chuẩn rồi, tại vì Honor khô tốc biến nhưng mà sát thương không đủ á. Sát T với con Alistar không đủ đáng. Đang biết rằng bên phía của T1 không đánh giao tranh mà nói chung là T1 bỏ rồng à, ăn rồng làm gì? Kệ thôi. Hiểu được. Nhưng mà bên phía của KT phải ăn rồng nhanh, tại vì để rồng ăn tuổi ra. So với lại bên phía của KT roster thua đâu đó khoảng chừng không thua tiền. Đã về được Faker. Rồi. Và họ bắt được Faker tốc độ rất nhanh. Wow. Một tốc độ lao về. Phiêu xịt đồ make play kìa. Như vậy là chỉ là đổi tốc biến mà thôi, phiêu xịt đổi tốc biến của Faker. Cú hồn ở trong tình huống di chuyển kiểm soát mắt vừa rồi của bên phía Faker và áp lực dành cho bên phía của Biosix với con bài Lee Sin vẫn sẽ là có. Và đây Faker là không phân trên hạ không tốc biến. Lấy công trình. Pero đi thẳng vào, anh ta làm choáng Kera, quan điểm chấn được sử dụng, Kera tốc biến bỏ chạy thấy như Asang được kích. Umayoshi. Ui, Pero xử lý kìa. Con bò của Pero kìa. Có được mạng, họ tiếp tục tiến lên vài bước nữa nhưng mục tiêu trước mặt đã không còn. Fan này thì như đã nói KT không ngại va chạm bởi vì họ đang lời hơn về phép rồi dịch chuyển đến từ bên phía của Perfect. Zed phải di chuyển một chặng đường tương đối là xa, thậm chí là anh ta chỉ dừng lại ở khung đường giữa mà thôi. Với thời điểm quan trọng ở trong cái ván thi đấu này, đặc biệt dành cho bên phía của KT roster, họ đang sẵn sàng thôi. Đẹp chưa có khoảng thời gian trống. T1 không nên để mất con rồng này, tức là để mất con rồng này thì đến rồng ăn tuổi vẫn khó đánh. Nhưng mà dù sao thì anh ta cũng đã có thần kiếm Muramana, bắt đầu đang là tình huống cấu rỉa máu đến từ cho cả hai phía.
đã có những pha mặt nạ kính nhắm rồi, ném gạch tốt. Thế Dương Hạ San Bero mất tốc biến rồi, tiêu ăn cấu tốt, cứ từ từ thôi, đẩy mít lên kẻ trung quan rồng, mình phóng lao thôi. Đúng rồi, cứ lao thôi, lao với gạch vào, lao với gạch vào, lao tiếp gạch tiếp, đúng, cứ lao tiếp gạch tiếp thôi. Đồ lao ra để play ngăn chặn, vừa phát đau để ngăn chặn rồng cho KT, nhưng họ mất rất nhiều máu. Kéo về rồi giết Otalia luôn, ASU luôn. Baro cũng đi luôn. Baron để ra mid xong Baron. Tình huống thi đấu rất chủ động đến từ bên phía của Zed, và Dep không kịp phản xạ để có thể né khỏi tình huống giam cầm vừa rồi, và anh ta đã bị Dep pha về không tốc biến được. Bị hạ gục như vậy là Baron miễn phí à? Tôi nói liệu rằng có hơi sớm hay không đây? Còn Biosic, còn Biosic tốc biến trừng phạt. Chẳng là Zed không dễ dàng gì cho anh ta có thể chạm vào xung quanh khu vực Hamadon được. Rõ ràng là chẳng có cách nào để cho Biosic có thể tiếp cận. Biosic chắc chắn là không vào được. Anh ta sẽ phải đối mặt với một con bọ cạp có quá nhiều CC, và đúng là cái máy ủi thật sự, anh ta đẩy Biosic ra khỏi. Barot cho Tiwat. Nói chung là Tiwat chỉ cần đánh chậm thôi mà, còn phải đánh nhanh làm gì đâu. Nào nhưng mà đừng có ở lại lâu, tham ấy. Thuộc về cho bên phía của Tiwat rồi. Bỗng nhiên trong một tình huống giao tranh ở khu hang động thì bên phía của Tiên Quan đang là người có lợi. Honor có thể về được ở trong tình huống này bởi vì anh ta đang là một Nidalee. Đấy, anh ta đủ tiền mua là đủ, anh ta quất luôn cái hoa tử linh để cái giáp tay Faker lại. Faker thì không có mua đồng hồ nha, Faker không có đồng hồ nha, rớt có thể bắt lại nha. Rớt tele không? Thôi xong rớt. Faker đã tele xuống bot rồi và rớt pha này thì tự chơi thôi. Rồi vậy là rớt câu giờ để cho T1 đẩy ở khu vực đường dưới rồi. Quang địa chấn, rớt vẫn đang cố gắng lái xe. Lái xe xuống cánh dưới, T1 sẽ thiếu người. Rồi 10 giây con rồng ngàn tuổi nha, 10 giây rồng ngàn tuổi. Vẫn đang xoay sở trong tình huống này. Rớt không chết luôn. Không ở đấy lại lâu lâu được anh em ạ, ở lại lâu tầm 5-10 giây thôi là T1 ăn xong rồng luôn á. Rồi bây giờ là tầm kiểm soát của T1 ở cánh dưới, rớt không chết. KT quyết định tôi nghĩ là cũng được, tại vì thật ra nếu như họ ở lại lâu là mất rồng. Thế ra rồng, họ không muốn ra rồng trễ. Họ muốn có tầm nhìn. Họ đang di chuyển về phía hang rồng. Ui, Honor có một gọn dao và đẹp mất máu. Khá là quan trọng để có thể chia cắt. Ai à? Phải mở nhanh hoặc là ăn rồng nhanh thôi. KT bắt buộc phải ăn rồng nhanh. Kira đang nhìn về phía đội hình của đối phương. Nào, cấu gì ở đá. W của Umayushi, Q của Nidalee. Perfect kéo về, hai người về, rồi giết luôn SW lại chết. Đẹp lại chết. Rồi T1 ăn dòng gà tuổi. Đánh chậm luôn là được mà. Đợt lính ở khu vực đường dưới và khu vực early game có thể bị dẫn trước, nhưng đội hình của mình là Jerry Azir bỏ dòng đánh hợp lý. Xứng danh với lại tàu lượng, họ đánh ở giai đoạn đầu rất là tốt, nhưng họ giai đoạn về sau thì đội tuyển làm tốt hơn. Đó chính là cách đẹp lại chết trong một tình huống bị rớt giam cầm. Faker tiêu diệt được đẹp. Macro. Đó là sự khác biệt giữa hai đội ở trong ván đấu thứ nhất này, và T1 là đội tỉnh táo hơn. Ok. Ván 1 của T1 để có thể vươn lên dẫn trước 1-0. Nhưng mà ván chơi mình cũng đã nói là câu chuyện là khi lắp con Virgo vào thì nó còn hiệu quả hơn này con T1, tức là họ sẽ không mất mục tiêu sớm nữa. Căng thẳng như là ván đấu thứ nhất. Còn cái ván 1 đánh con Nidalee cảm giác nó không quá áp lực nhiều, nhưng mà Nidalee của Honor không phải bị vô dụng nhá. Nidalee của Honor giai đoạn sau là vẫn có tác dụng chứ không phải là không. Nhưng mà bởi vì là nếu mà là Virgo ấy thì T1 sẽ không mất mục tiêu sớm nữa. Nó vẫn cái điểm khác biệt khá là lớn ở giai đoạn đầu này, đó là ở đường giữa. Cái cách mà Faker xử lý một vài đợt lính đầu tiên nó đã khác khi mà anh ta đã không để rồi, được cao nữa. Rồi solo kill luôn, wow. Nội tại một tình huống mà chúng ta đang cái nội tại đến từ Skarner. Nội tại Skarner sát thương theo thời gian nữa, và đó là một tình huống solo kill dành cho người chơi đường trên của phía T1. Đánh kèo dưới solo kill ạ. Rồng miễn phí. Sao kịp. Trước đó thì họ cũng đã đẩy. Họ phải dẫn được rồng. Ăn được 1-2 con rồng đầu đầu là rất là ngon đấy từ T1. Có thế để đánh thủ tiếp luôn. AT có sâu đầu tiên, còn T1 có rồng. Lần này thì bên phía của BD đang thấy là cái kèo khung được giữa của mình chỉ thiên về đẩy đường mà thôi, và sức ép đến từ Faker cũng không phải là quá lớn. Anh ta quyết định là lên giày khai sáng để có thể giảm thời gian hồi chiêu và đẩy đường cách tối ưu hơn. Dụ. Biro thì đang chờ đợi Biosic để có thể có một pha. Ui, Guma vừa rồi mất le nha. Vừa lướt thì phải. Nhanh như điện đến từ Guma Yoshi rồi và thôi sao. Kế bên. Và tôi nghĩ rằng không cách nào Guma Yoshi có thể sống được cả, mang được nhường cho Def.
vận viên về rất khó chịu đến từ bộ đôi Dev và Biro, có thêm cái áp lực đến từ cái chiêu cuối của Bixit nữa. Gumasi lướt lên và chủ động tận dụng cái khả năng bắn lan lính của mình để có thể đẩy cái đợt lính mà lúc này pha đấy chế đỏ. Faker đã hoàn thành xong đặc biệt, như vậy là vừa đủ tiền lên Nanasaw. Này Nanasaw, tele ra luôn. Tham Minh đồ rất mắc binh đến từ T1 luôn. Anh em nhìn Tham Minh đồ của T1 này. Là trọng yếu, đó là xạ thủ. Đẩy vào lấy máu của BD thôi, lấy máu. Đội của mình nhưng BD tốc biến rất nhanh. Honor tới và dứt điểm thành công. Vẫn là tình huống phối hợp tốt đến từ Faker. Nhưng T1 mất chiêu, hai chiêu cuối một tốc biến. Hai chiêu cuối một tốc biến đổi mạng BD, 25 giây T1 làm gì được không? Rồi ra rồng nhanh, ra rồng nhanh. BD 20 giây, BD 20 giây. Cái T roster có câu được không? Chắc chắn là muốn đánh nhau rồi, nhưng mà cái tham minh đồ này của Dev rất tệ luôn, bắt buộc phải có tele xuống. Làm sao đánh được? Rồi trừng phạt thành công. Mưa tên lửa đại, tên lửa đã là siêu khiếp. Rồi Guma nằm rồi. Rớt tới hơi trễ trong pha này và khả năng cao là rớt đi chung rồi. Nhưng làm sao ta có thể chịu đối sát hơn đến từ ba người? T1 đang phải chạy. Con không quá đẹp nhưng đắp một chiêu thế. Tốc biến qua tường. Tốc biến được qua tường và người duy nhất bên phía T1 T1 tham quá, pha này lên về. Họ lại tiếp tục đẩy hai cánh. Rồi, ok. Cái tham minh con Asia nó vẫn farm tốt, 171 lính xong rồi mặt nạ với cả nhanh nai so mà. Trái ơi. Sức mạnh đến từ Vi và Talia kết hợp cùng với Jumbo. Bay. Đang bị chôn chân với cơ hội chạy thủy công nhưng không tính được. Từng đấy hiệu ứng chịu. Cái món này rất là ngon, Linh là gà nướng lu. Một loạt kỹ năng của KT và đặc biệt là mưa tên lửa của Perfect không thể nào đẹp hơn nữa. Faker bị giữ nguyên trong cái thảm lửa đó từ đầu cho đến cuối. Và anh ta không thể nào thoát đi được. KT đang làm đúng với đội hình của mình, cái mà họ cần. KT như, xin nhắc lại một lần nữa, đội hình này của KT có hạn sử dụng. Vi và Talia không được phép để ván đấu kéo quá dài. Họ phải đánh nhanh, đánh mạnh liên tục. Và họ đang làm bước một đầu tiên tương đối là thành công. Cái team đội hình của họ thì đã nhận xét từ early game là rất là mạnh rồi. Rất là mạnh early game. Nhưng mà càng cuối game thì T1 càng mạnh. Rồi Dev. 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 Rồi. Biến rất nhanh và đảm bảo cái vị trí an toàn. Tốc biến để tránh việc bị giam cầm. Một tí, nhưng mà Dev vẫn sống với việc là đã phải... Thực ra cũng không nên dưới con dòng này làm gì cả. Faker vẫn giữ thầy lính để đứng trên thôi. Kéo ra, kéo dầu ra, kéo dầu ra. Mất thời gian cho cái team mất thời gian để ăn chủ đứng trên. Không đánh nhau, không đánh nhau, không đánh nhau. Rồi Barrow mở nhanh rồi. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Cứ chạy thôi, tele xuống. Faker làm gì? Đẩy đẩy tốt đi. Đánh nhau làm gì pha này? Tự nhiên đánh nhau phải làm gì? Đánh nhau làm cái gì các bạn ơi? Đánh nhau sao lại? Đánh nhau sao lại ta? Sát thương không đủ khi mà Dev đã hưng phấn. T1 mất 3 người, Faker tốc biến bỏ chạy, giật bắn không trúng. Faker vẫn đang đi bộ về, BD không truy đuổi nữa. Quyết định bảo là đẩy đi, đánh nhau làm gì? Trời ơi. Giao tranh vẫn đang nghiêng về phía của Tự nhiên muốn đánh nhau vào đây làm gì? Trời ơi. Pha đấy cứ Faker cứ đẩy được trên thôi, sau đó lại đổi cái chủ lại con dòng ngon mà. Và liệu rằng có tình huống kêu gọi của Baron nào không đây? Một con mắt phụ kiện của chịu rồi. Đánh nhau làm gì với pha đó? T1. Gumayoshi có lẽ lúc này đang ước gì là đổi cây súng điện đổi thành cây cung được không à? 3-4 thành viên của KT đang hấp máu. Guma vẫn đang đứng đó chờ đợi Kera và Faker tới. Rất nhiều thành viên gì của đây, KT đang hấp máu. Baron còn 2.000 máu. Faker KT lao xuống. KT chết 1, chết 2. Biu đã có điểm hạ gục đầu tiên. Sau đó Biu cũng kẹt lại. Kera lao tới nhưng KT đã về được 1, 2, 3 người. Lúc này thì Guma lao tới tấn công nhưng mà BDD vẫn về được. Bà Baron. Chung là cái pha đấy là pha tự hủy của T1 ấy. Đội hình của T1 đâu có cần đánh nhau vào đấy đâu. À lại phải lấy cái trụ bột rồi ấy. Pha này là đẩy đến trụ 2 rồi đấy. Hai trụ khu vực điện giữa, một trụ khu vực điện dưới và chắc chắn sẽ là trụ 2, mục tiêu hướng tới của bên phía KT. Faker đang nỗ lực để có thể lấy trụ nhanh nhất có thể, còn ở khu vực cánh dưới này những đồng đội của anh ta không thể nào ngăn chặn được KT. Thái Dương Asan được dụng, rớt là người bị giữ chân, mưa tên lửa được kích hoạt. Rớt, flat. Rớt và rớt bắt buộc phải nằm phía bên ngoài. Đội hình KT vẫn đang thấy cơ hội để tiếp tục tiến vào, còn Faker đang nỗ lực để không ai dọn lính cả, không ai dọn lính từ xa cả. Bây giờ cũng không làm được gì. Ba thành viên còn lại của Thiên Anh vẫn đang cố gắng chờ đợi Faker phá xong cái trụ này rồi mới về. Rồi mới về thì mất một mega nhé. Không chờ Faker lấy trụ 2 thì họ lấy luôn một cửa mega khu vực dưới và tạm thời về, hay là muốn end game? Dev hưng phấn, Dev đang bắn. Nếu như Faker không về, KT sẽ dứt điểm ván đấu, do đó Faker bắt buộc phải về, và Faker về thì KT về.
rất thành công dành cho cái nhịp đẩy ba đồn đầu tiên của ván thi đấu này dành cho phía của Katie Royster. Phút thứ 24 của ván thi đấu, họ đang sở hữu được điều đó. Dòng này bỏ luôn đánh nhau cái gì của Mayusi có thanh tẩy tốc biến rồi, xa quá rồi, xa quá rồi. Piusik ơi, đó là xạ thủ của Siwan thoát được lấy đi cái tả xung hữu đột, nhưng mà tốc biến tả xung hữu đột, nhưng vấn đề Mayusi mất tốc biến, cũng mất đi tốc biến của mình. Siwan đang chặn đường tiến của Katie Royster. Đội hình lại muốn đánh nhau tiếp à? Tập trung lại với nhau. Perfect đang tìm góc. Ba sao Siwan cứ đánh cái pha nó như thế này nhở các bạn nhở? Nhưng mà được ăn cả là ngã thì đúng là về mo luôn. Sự tường khó chịu bơ tên lửa chảy khó chịu ác luôn. Rớt kéo hai người về làm gì? Làm gì? Làm gì? Rồi tên lửa đã đào siêu kiếp đầy được đẹp về. Nhưng mà Faker cũng chết rồi. Umayoshi chạy thôi. Không đỡ được. Perfect quá mạnh. Đã gục ngã. Kerea cũng tương tự như vậy. Honor là người duy nhất sống sót. Nhưng Biosic nói rằng đứng lại chơi thêm vài hiệp nữa. Những cú đấm liên tục đến từ Biosic giúp kiếm được Honor. Chứ mà T1 cứ đánh những cái pha như thế các bạn. Tiến thẳng vào phá hủy căn cứ của T1 để cân bằng tỷ số 1-1 ngay tại T1 Home Pro. Wow, đại chiến viễn thông chưa bao giờ là hết hot. Một bàn thi đấu mà Faker cũng chỉ nhìn Dep ở trong những tình huống giao tranh. Nhưng lần này Dep có những người đồng đội rất uy tín. Một bàn thi đấu hoàn hảo dành cho Perfect. Giai đoạn đi đường anh ta bị solo kill bởi Zed. Nhưng sau đó đấy, em hảo anh đi đường không ok lắm, nhưng mà vào giao tranh đánh rất là tốt. Cực kỳ khủng khiếp dành cho Perfect. Chiến thắng dành cho Katie Royster ở trong bàn thi đấu thứ Zyra AP Tristana Zeri dành cho đội hình khi mà đội bạn có Zyra đi rừng. Là các đường của bạn cũng sẽ phải đẩy để các bạn có thể tối đa hóa được cái áp lực. Con Zyra này nó không phải là con dễ chơi. T1 đánh Zyra bắn cú định này hơi ghê à. Hơn 30 giây sau 6 bài quái rừng đầu tiên cho Zyra để có thể di chuyển, thì khi đó các đường của bạn phải sẵn sàng để đi chung lại Zyra bằng cách phải đẩy được. Và KT đội tuyển nào sẽ ra về với một Faker phải cộng nhảy rồi. Chúng ta sẽ được biết sau khi ui Faker không cộng nhảy luôn à? Đúng, va chạm sớm đến à? Wow. Chủ động tốc biến gắn nội tại đánh ngất ngư và ép cho Faker lát qua rồi chết Faker rồi. Đuổi theo và đây là điểm mà gục chiến công đầu dành cho Dep. Faker không cộng W à? Nó trúng. Gumayusi có thể phải mất phép hỗ trợ. Anh ta phải mất thanh tẩy và đó là lợi thế cực lớn cho KT ngay thời điểm đầu tiên. Họ lấy được rất nhiều tài nguyên. Và những cái cây của Honor nó ở một vị trí không hề đẹp một chút xíu nào cả. Đấy, Asia skill lên cũng mạnh, Virgo nữa. Sẽ là như thế nào đây? Đừng quên rằng chúng ta như đã nói. 0053 luôn à. Anh ta hoàn toàn có thể về nhà. Một con mắt được cắm ra, Faker vừa rồi mất nhảy rồi thì phải. Anh ta không có tốc biến. Music tiếp cận làm cho thành công, Faker sẽ nằm xuống. Wow, một tình huống nhiều mạng luôn dành cho phía của BD. Rất thành công ở trong cái dịp xuất hiện ở trong cái video của phía áp lực cơ quá, có thể đẩy được lên cùng giữa. Anh ta vừa rồi mất dầm nhảy tên lửa, mà không kích phun được cái bọc thuốc súng đó à. Là một tình huống không đắp về được. Music đã cắm mắt kiểm soát vào con mắt bên hông của đường giữa, nhưng đó là lúc mà Faker đã nhảy lên rồi và nó thể hiện một điều là Faker Music đang ở rất gần đây. Faker thì vẫn chưa thể nào di chuyển ra khỏi khu vực đường giữa được. Chịu rồi, làm sao ăn được sâu pha này? Di chuyển, Honor đang cố rồi, dướn ăn sâu lá cúc, chắc là không ăn dễ như vậy, anh ta tốc biến làm choáng luôn, liên tục gây sát thương vào Honor. Perfect lao thẳng vào tấn công Honor. Và Honor không có nhiều góc lắm để chạy, đang phải kêu Zed cú. Nhưng bị giam cầm ngược lại hai người đêm. Luôn. Và Honor đã nằm xuống, Zed cũng phải chạy. BD lao thẳng vào xỉa, liên tục vào Zed. Và đường giữa cái tư tinh đẩy nó vươn về và có điểm hạ gục. Thằng mình ác á. Dịp đẩy đến từ bên phía của BD, anh ta là người về trước, sử dụng luôn cho bọn đó dịch chuyển trước và hướng tới những cái món trang bị. Cái pha đấy làm sao được sâu? Cái pha cấp 1 chết xong rồi mất tốc biến là thua đường luôn này. Có thể kiểm soát lại được khu vực đường giữa. Với cái đường giữa là toang rồi. Tốc độ phá công trình của BD cũng rất là ác. Sắp kết thúc giai đoạn đi đường và anh ta đã lấy được tổng cộng là 3 lớp giáp trụ. Chúng ta sẽ có linh hồn rồng công nghệ ở trong ván thi đấu thứ 3 này, là một linh hồn mạnh. Pero đã có một cái cơ hội nguy hiểm bắt buộc về nhảy về Honor ra, nhưng chẳng giải quyết được vấn đề bởi vì KT vẫn đang đẩy rác và trụ đầu tiên đường giữa sẽ thuộc về KT. T1 vẫn đang cố gắng tiến lên, Kerea lao vào đẩy, nhưng đây là một con Rom rất là khỏe, trụ đã mất dịch chuyển được kích hoạt. Guma lướt tới nhưng tôi không thấy góc cho anh ta bắn. Perfect sẽ đẩy Guma ra khỏi pha giao tranh, thậm chí là đẩy Guma dính tường, bắt Guma phải thanh tẩy bỏ chạy. KT đang dẫn hơi sâu một tí, Kerea thấp máu, trước mặt anh ta là một con bò cạp và sau lưng anh ta là Biosic. Pha dứt điểm thành công, KT chưa dừng lại, xong luôn qua UC
và T1 đang tấn công liên tục, nhưng Kumayushi ta làm được gì không? Có một pha bế tốt của Zed, bế Biusik vào, Biusik dùng chiêu cuối để chạy. Uman mạng rồi. Và đó là nghe như vậy quá từ luôn. Kumayushi giờ đây đép xuất hiện ở pha giao tranh. Không. Đi dịch chuyển ngược trở lại. Faker vòng sau. Kuma lướt qua tường nhưng Zed anh ta còn tốc biến, anh ta bị đánh ngất ngư, lướt về phía trụ, né được quy của Dev. Hai bên lui Faker ra. Không dám vào. 6-2. Faker phải đi một con đường hơi nguy hiểm một tí và tài dập nhảy tên lửa thoát đi được. Faker vừa rồi cũng có tình huống dịch chuyển nhưng anh ta không phát hiện ra cái vị trí đứng bứng biệt, đó chính là cú double kill. Ui, Honor đi đâu đấy? Honor không có tốc biến. Anh ta có Kyria đứng đẩy ra. Cùng ánh sáng bắn khá là. Trời luôn, giết con Viego luôn, nó hết đam. Thấp máu, ta nhảy được qua tường và thoát đi. Flash được rồi. Guma. Guma chết rồi. Anh ta còn 100 máu. Biusik lấy được mạng phía bên này. Faker dứt điểm được Dev. Sau đó thì Faker dậm nhẹ tên lửa. Nhưng Perfect đứng đợi sẵn và con Tristana này đang phải cố gắng đè. Đè tốt. Kích phun bóng phun đổ là có được cái dậm nhảy. Nhưng ta dính tuyết tê tái. Pedro đẩy liên tục cú đánh ngất ngư vào đầu của T1. Kyria sẽ phải hy sinh. Nhưng Faker là người nằm trước, Kyria cũng sẽ phải theo sau, anh ta đi chung luôn. Double kill cho BOC. Vô phải đây nó có cái flash cái điểm hạ gục dành cho người chơi đi rừng bên phía cây từ roster. Nhịp độ của đang chuẩn bị xuất hiện rồi, Pedro là mục tiêu mềm hơn. Kyria không có tốc biến, anh ta không thể nào bước cao lên được tại vì rất là nguy hiểm. Chuẩn bị tự sát à? Mở góc và đi cầu tuột của ta đã bị KT biết. Phía bên này thì Perfect chịu sát thương, tốc biến xuống rất nhanh, sau đó xuyên qua tường chạy về phía đồng đội của mình. Rớt không nổ, anh ta đứng trước mặt đối thủ KT. Kịp mở đường, BDD đang bị làm choáng nhưng ta có đồng hồ rất thấp máu lắm rồi. Faker đẩy đối phương ra, đang bắn liên tục, thất tung liên tục. Đẹp làm rồi, BDD chết theo luôn. KT đang mất đi nguồn sát thương của mình. Phía bên này rất tạm thời thoát được. Kuma, hay. Chỉ có Perfect mà thôi, đang phải chạy. Baron. Khi đã bị giữ chân lại. Đó là 1, 2, 3, 4 mạng cho T1. Sao đẹp lướt dịch chuyển của học xuống một tình huống chiêu cuối của Honor vậy? Đơn giản là BD đầu tư tốc biến thoát khỏi cái vòng chiêu cuối đó sau một tình huống hóa vàng mà. Hãy cùng xem lại tình huống này khi mà tưởng chừng như sai lầm đến từ đẹp, đến từ Zed khi mà anh ta kích hoạt cái hạt thông nổ đó. Zed đánh kìa. Của mình để có thể tạo ra tình huống mở và họ nhắm vào người của BD. Đánh bằng con cờ sát tê mở ạ. Để có thể con nhảy xuống. Lướt e xuống. Vậy bụi cây con Zara chết hai co luôn. T1 đánh giao tranh không chết ai cả. Kumasi có rất nhiều khoảng trống để có thể gây sát thương và bỗng nhiên đội hình của phía T1 thắng lợi trong một tình huống giao tranh. Rồi Baron để đứng giữa. Hồi đó người ta cứ tưởng là mình mới là xạ thủ tốt nhất của T1. Đánh chung với đồng đội của mình, hai bên quyết định sẽ dàn quân. KT cánh trên, T1 cánh dưới, BDD đang đi trên những con mắt của T1. Con rồng còn khá nhiều máu nha. 50-50 trừng phạt à. Cũng bị bước vào tình huống mà thiết lập cái vị trí nào đến từ cho cả hai phía rồi. Uma đừng đứng một cái góc không quá đẹp. Ui, hồn công kệ nó lổ lan. Thôi sao thua. Rồng ngàn tuổi cho KT và Kira đã gục ngã. Uma cũng bắn được. Rớt phía sau tấn công vào đẹp. Hai bên đang tràn vào nhau. Uma tốc biến được qua tường. Người ta đang chạy với 100 máu còn lại. Đội hình của Tiêu Anh còn 3 người. KT cũng tương tự như vậy. Uma đến từ vị trí của Rớt nhưng nó là rồng ngàn tuổi. Xuống với bùa lợi rồng ngàn tuổi được kích hoạt. Phải dịch chuyển ra khu vực đường giữa của BDD. Xạ thủ đến từ T1 nhưng liệu có mất nhà luôn không? Faker không cho phòng ngự. Liệu hai nguồn sát thương chính của T1 có thể phòng ngự được pha này hay không? KT bắt đầu đẩy cái đợt lính vào khu vực đường giữa. Họ đang có sức mạnh đến từ linh hồn đồng ngàn tuổi. Nhưng họ sẽ lui ra một nhịp để có thể đảm bảo cái tỷ lệ thắng của mình. Bằng bùa lợi Baron. Faker thì đang lò dò xuống khu vực đường dưới. Liệu anh ta có mang về cho mình đó trụ hay không đây? Bởi vì khả năng cạnh tranh bùa lợi Baron này với ba thành viên của phía KT roster có sở hữu rồng ngàn tuổi gần như bằng con số 0. Trong tình huống 50-50 thì Biusik là người thắng. Rồng 900 máu. Một pha thi đấu mà có ý đồ đến từ bên phía của Kyria nha. Anh ta bị giật điện rất khó chịu nhưng anh ta chủ động di chuyển ra hàng tuyến sau để có thể đánh rừng bên phía đối phương. Cái bùa lợi cái linh hồn công nghệ là một cái bắp rất mạnh cho đội hình của KT roster, đội hình tay dài rồi. Faker ăn được con này không ta? Bùa xanh cuối cùng cũng có và nó được dành cho bên phía của Faker và T1. Nhưng giờ đây KT đang cầm linh hồn rồng công nghệ, bùa lợi Baron và linh hồn rồng ngàn tuổi, combo mạnh nhất game. Hủy diệt thật sự đến từ đội hình của bên phía KT roster. Cả những cái lợi thế ở trên bản đồ đều đang thuộc về cho họ. Không lúc này phải câu hết một dòng ngàn tuổi thì mới đánh được. Nói chung là T1 phải câu hết dòng ngàn tuổi mới chơi được. Của linh hồn rồng ngàn tuổi. KT phải tận dụng nó và họ đang tiến lên ở khu vực đường trên nơi còn một cái trụ hai của T1.
trong thời gian KT vẫn còn linh hồn rồng ngàn tuổi, chắc chắn T1 sẽ phải nhún nhường, họ phải chấp nhận bỏ cái trụ ngoài này và thủ ở phía trong. Đẹp nhất sẽ là một cửa mega dành cho bên phía của KT Roster. 30 giây. Dịp đẩy này. 30 giây nữa của rồng ngàn tuổi, sức ép tấn công đến từ linh hồn rồng công nghệ cũng sẽ là thả trồi ra sau quầy đẹp thôi. Ui, BDD tự tin ác à. Đúng một xỉa. Và Honor mất khoảng chừng 1/4 máu. Nhà lính đường trên của T1 đã bị phá hủy. 15 giây nữa. KT vẫn đang khỏe và tiến vào. Zed đứng cao nhưng sát thương đến từ KT là nhiều. 10 giây. Sát thương đến từ Faker cũng có. Nhưng 8. Nhiều lính, quá mất nhiều một trụ. KT tiếp tục tiến vào một lần nữa. Kira đang tìm góc để mở. Chưa có góc Delta mở. Chỉ thấy KT cứ từ từ tiến vào và bào máu liên tục. Zed quyết định lao lên nhưng ta bị đánh. Zed chết rồi. Đô của mạng Agung dành cho BDD. KT đang tràn tới. Gumayusi bị giam cầm. Double kill cho BDD và trận đấu sân nhà của T1 tại T1 Home Ground họ đã bị hủy diệt bởi đối thủ đại diện viễn thông của mình KT Roster. Wow, như vậy là chúng ta có thể thấy KT mùa hè đã quay trở lại.